8. Hòa thượng giảng ngày mùng 2 tháng 12 năm 1993. Trước đây chuyện Lưu Kim Đồng bị ma gá là biểu hiện sự tác quái của một trong 50 hiện tượng ấm ma, nay có thêm hai người bị ma gá nữa, một trong số đó rất nguy hại vì cô ta biết pháp nhiếp hồn. Một phụ nữ từ San Jose đã quy y với tôi, về sau đến học với cô ta và trở về lại thì bị mắc bệnh ung thư đó là việc lấy người khác làm trò đùa của cô ta về sau người phụ nữ ở san jose tìm gặp tôi tôi chẳng còn để ý đến việc đó nữa mặc dù tôi sẽ giúp cho cô ta chữa lành bệnh nhưng sẽ không để cho mọi người biết cô ta mắc bệnh ung thư